Chào các bác nhá, chào mừng các bác đến với kênh YouTube của shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh nhá. Trong chương trình giới thiệu sản phẩm mới hôm nay, xin giới thiệu với các bác một lô hàng mới nhá. Đây, lô hàng mới, ống nhòm hai mắt du lịch này, các bác này. Thì cái này ấy, hàng giá rẻ, hàng giá trung bình nhé. Giới thiệu cụ thể cho các bác xem nhé. Đây là vỏ hộp bao bì của nó nhé, vỏ bao bì của nó đây. Đó. Đây là trong này là phụ kiện này. Cái hàng này thì nó cũng giống như người nhìn nó gần giống như lô trước, nhưng mà lô này là lô hàng mới nhá, và đẹp hơn, cải tiến nhiều thái hơn. Đây là cái túi đeo này, túi đeo của nó là chất liệu bằng vải bố màu xanh bồ đội, rất là chắc chắn nhá, may đường thì chắc chắn. Khóa của nó là khóa theo kiểu dây đóng này luôn này, không phải khóa cài ở giữa này nhé. Ngoài ra này, các bác có thể là thả dây ra, tuôn dây này dài ra, các bác sẽ đeo được lên vai nhé, đeo lên vai được. Còn nếu mà các bác nào mà không muốn đeo lên vai ấy, thì các bác luồn một cái dây nịt lưng, luồn dây nịt lưng ấy, luồn vào đây, thì các bác sẽ đeo bên hông này luôn, đeo bên hông này nhé, bên hông này. Đây là cái vỏ bao bì của nó. Thì đây là để tôi giới thiệu cho các bác cái phụ kiện ở phía trong. Đây, ống nhòm này đẹp đấy. À. Màu xanh bộ đội các bác nhé. Màu xanh ngụy trang, màu bộ đội này. Đây, trên đây thì sẽ đi thêm cho các bác một cái dây đeo, một cái miếng khăn lau, dây đeo để các bác sẽ đeo trực tiếp, cài trực tiếp vào cái khe này này. Là các bác đeo trực tiếp cái ống nhòm này. Đây các bác nhá. Đây là cụ thể này. Không phải gần như anh thấy không? Đây là tên của nó. Nhá, tên người hiệu nó đây. Cái này tên là tên tiếng Anh đi, nhưng mà thực ra nó là hàng Trung Quốc các bác nhá. Nó là hàng Trung Quốc hết. Đây. Magnity. Thông số của nó là 10x50. 10x50 các bác nhá. 10x50. Màu ngụy trang bộ đội rất là đẹp. Với cái ống nhòm này ấy, thì là phù hợp cho anh em đi săn bẫy, đi quan sát, đi du lịch, đi tìm ong nhá. Đây là hai cái chắn phía trước này, hai chắn phía trước. Ống nhòm này thì các bác dùng nhiều cũng đã biết rồi, nó phải có cái vòng lấy nét, thì khi các bác đưa lên nhìn thì các bác phải chỉnh cho cái vòng lấy nét này nó phù hợp với lại cái tiêu cự mà các bác nhòm, phù hợp với tiêu cự các bác nhòm. Thì là sẽ lấy lại, đưa lại cho mình cái hình ảnh nét nhất và trong nhất nhé. Đây, cái ống nhòm này thì là hàng giá trung bình, giá rẻ các bác nhé. Giá công khai cho các bác theo dõi luôn là 600.000. 600.000 cho một cái ống nhòm như này, đã bao gồm cả tiền ship. Đấy, các bác trước khi mua hàng thì vui lòng xem cho kỹ video để thấy sản phẩm mình mua là sản phẩm như thế nào. Và ship hàng thì luôn luôn là ship hàng COD, về tới tận nhà cho các bác. Các bác xem hàng và kiểm tra hàng xong thanh toán tiền cho người giao hàng, đúng là 600. Shop đã bao cả tiền ship rồi. Mọi thông tin liên lạc thì các bác vui lòng alo trực tiếp đến các đầu số điện thoại của shop đây. Các mạng đều có nhé, Vina, Viettel và Mobi. Hoặc là các bác lên Google, trên Google search các bác có trực tiếp là shop Tân Ánh, không cần phải viết dấu phần liền luôn, shop Tân Ánh ra, thì các bác sẽ tìm ra cái trang website của shop, thì các bác vào trong website đấy các bác tìm hiểu thêm các sản phẩm mà shop đăng tải nhé. Đấy, trong đây là sẽ có những sản phẩm shop đăng tải cho các bác, theo dõi. Một chiếc ống nhòm, tươi ống nhòm quan sát, hàng đẹp, 600.000 của bộ đội nhá, bao ship từ Đài Quốc rồi. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi nhá, các bác. Vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh, thì các bác bấm luôn cái chuông thông báo bên cạnh, các bác sẽ nhận được những thông báo về video mới. Rồi, xin chào các bác nhé.